xe sở đời nó giọng nó chị bây giờ ở tin ngoại thế vậy gì đời giờ trả ông ba một chuyện nữa chị nó chỉ mai chị thấy chị làm bị ở có su đâu ở tin ngoại như vậy chứ lại cầm nói nó đâu có chị cái thay kỹ cái nó giọng bây giờ bấy một khi là sao chị sẽ sai cái chị rồi hoặc là thôi quỹ tối mà nói chị rồi một chuyện nữa chị rồi bị su đó anh đi chỗ xe số lên số từ là nên không rất cũng tỷ thế nào chị mua khoa tiền vốn này mua khoa tiền nhưng để sưu tali sư là nên chỗ xe họ thoát giải chạy nên họ xe bé thì em sẽ cái sư mà liên bị cho nên no thế na cái gì của chị cậu với sống đèn tận này bao là chị mua su muốn chỗ phục vụ nó vậy chị cho lò của cái này hàng điện cái ok nó sẽ yên bị cái trời hôm qua nó hàng thầy ờ thì cho nó có cái ít chị sao mà cái thật chị chế thì bị tôi đưa cái của anh ra cái chén nào đây ở thứ mọi chuyện thì ở phố nữa ít tôi nghĩ gì chị hỏi lên đó chị nó sẽ lấy nó từ một cổ trung phi chị thì ít po ít chị nó không tham một cái gì vẫn lo chứ họ ít po chị thay đi từ một cái gì lại nhớ trong đợt đắp cổng nó ít tôi nhớ trong đợt đóng sàn rồi nếu có việc gì nhớ trong đợt từng cái cô sàn tiền tôi mua nhớ trong của nó hay là cái rổ cho nó không phải khỏi chơi của sàn tiền nó nhận được cái túi thay sàn tiền chứ đó thì mình bị ít po mỗi chị mỗi một gì hơn tôi lo đó mọi chuyện khi nhân viên tôi không thấy rằng sao hoặc cái đầu tiên hết cổ đúng rồi cho tôi hỏi nè chị chưa ở nước đấy nó nhậu tôi ăn ăn nó nữa chị cố lên để cho mò thì mò sao vậy mà món gì kia cho họ thì tôi cái chị lên để mò nữa cái thằng lấy cho mò như mua cho nữa xia ta tội nha cha mong mong cho cái cái gì mong cái câu chuyện thì ta tội cũng nó còn nó mà nó mừng ha rồi rồi ông mập chia sẻ đến ông mập tới nè chị phải nhớ sắp tiểu nhớ phải chị lấy tôi khó kể khó chế thế sẽ gửi cho nó đó tại sao chị thì sẽ biết là uống hết đồ sáng tạo tăng cứ phải cho sản phẩm nó hoa nhỏ ít nhỏ đấy cho chị lỡ chị chốt phó nó là mà chị chôn trò hẳn này ạ nó lại chuyển sẽ chuyển nó còn là cái gì chuyển cho chị chị hắn rồi nè còn mà nó trò có hơn nữa là cái thác của bộ chơi mà đi vào chị nhé chị tôi mà chị tôi nó là tôi khi làm chuyện bàn đó là chắc là nó ấy chụp không chị tôi nói những cái chuyện đó thế trong mùa thế con gì còn mà ít nhân công cho nó ô cá cũng còn chứ cá là chơi nữa những cái cá chứ sẽ ăn sao ừ ui giả nó chán chỉ theo hành động chi giả chị tôi giả thế xin lên chưa nó đi vô ốp bó xí chì chì lời hồi tích tóm nào kê thế đó bảo tiền nhớ mùi nhớ khó thế chì nhớ mùi nhớ nhớ thế không sao đi gọt ta lo đi gọt ta lo lắm không mùi nhớ đừng bỏ quá chì mà mùi nhớ chủ dịch chẳng ai cho nhớ không cùng có xí hả đi bán đâu cho nó đâu không mày gõ luôn nó chỉ ước chuẩn về mơ ở bên lục trực cầu ví dụ là thế mà phải nó ở bên lục trực cầu mà là sẽ đâu chứ phải tốn đo thế nên đâu phải tiền là cứ tốn đo chứ thì mẹ đi tốn thế giờ tôi ở bên lục trực cầu mà thì tôi mất phải ít thôi thế nè mà cá sấu phải là mua rồi chị lưỡi dặn cô chị sao dễ thiếu luôn chị có khi là sao nó nhở không là tỏ tài nó không biết không đấy
mình có nãy là kinh đi không? Kinh cho chắc là như này. Thôi ô. Thôi chê, dạng sao áp bóng mỏ nó, mình có đợi chê. Mà là một chuyện mình chỉ có khó khăn chứ đấy ạ. Có ngã nò nó cho nó cho kinh một lần. Đấy là như sao? Lần thì ở đâu chứ cậu nó, cho về cơ. Cảm ơn kiểu này nó lo chứ ạ. Chỗ ta bán đĩa sẵn không? Chỗ ta bán đĩa sẵn không?
bene. Giờ con nở lên nó ra chị hết của mẹ ứng gì cho lại nó. Ý vậy con em chơi lên điện đi trên con chơi lên phủ nó ra rồi chứ. Nó ra chị hết phô mày nó. Nó ra sao tụi nó chị hết phô chú. Chơi con gà đi nữa. Ủa, chơi dân lâu rồi nè, chú tua thì dân lâu đi.